chị Trang Thím Yêu xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Tám Lạng Nửa Cân. Rồi, hôm nay cái gì? Đề tài mới, đề tài cũ, có gì mới không? Có gì hay không? Chắc chắn là sẽ có một cái đề tài mà nó rất là hấp dẫn. Và thật ra nó cũng rất là quen thuộc. Nhưng mà trước khi nói về đề tài, cho em phép em nói một chút về chương trình cho quý vị khán giả biết nha. Dạ thưa quý vị khán giả, chương trình Tám Làng Nửa Cân cho đài truyền hình Việt Nam kênh VTV9 phối hợp cùng với công ty M&T Picture thực hiện. Và xin cảm ơn nhãn hàng thương hiệu ghế massage cao cấp Ogawa đã đồng hành cùng với chương trình. Xong, rồi bây giờ khách mời đêm hôm nay có mặt ở đây với một lý do vô cùng đặc biệt. Và đây cũng là một vị khách mời vô cùng đặc biệt. Xin mời nữ ca sĩ Mỹ Linh. Dạ chào chị. Chào Đại Nghĩa. Dạ. Chào chị Trác Thím Yêu. Tức là hai đứa vừa ở ngoài và chat với nhau chừng nửa tiếng đồng hồ về cái câu chuyện ngày hôm nay chúng mình sẽ nói đó. Dạ. Cái xong rồi mình quyết định với nhau rằng là có cái ghế này tụi mình khỏe lắm, tụi mình chạy xô khỏi phải ở nhà bóp chân cho mẹ. Vậy là có hiếu hay là không có hiếu vậy? Hả? Vậy là mình có hiếu hay mình không có hiếu ta? Tức là một đằng là tự bóp, một đằng là có ghế bóp dùm. Như vậy là có hiếu hay không có hiếu, ý chị Miêu hỏi vậy đúng không? Cái vấn đề là nếu như mà chị mang được cái ghế về cho mẹ dù bất kỳ cái cách nào hoặc là chị mua để chị có được một cái sản phẩm mang về giúp cho sức khỏe của mẹ ở nhà đó, thì nó cũng thể hiện một cái chữ hiếu của mình trong đó. Nhưng mà nếu mà có hơi ấm, có tiếng thủ thỉ của đứa con gái ngồi bên cạnh bóp chân bóp lưng cho bà thì bà vẫn thích hơn đúng không? À, đúng rồi, thôi bây giờ thế nào là đúng, thế nào là sai? Bây giờ làm sao? Bây giờ chúng ta phải đến với đề tài của đêm hôm nay, báo hiếu. À, tức là vì cái câu chuyện hôm nay của chị Mỹ Linh và chị Trác Thím Yêu nói với nhau bên ngoài mà có cho chúng ta một cái chủ đề. Đổi màu đi, cho nó. Cái vào giữa đúng không chị? Đấy. Dạ. Thì em thấy cái chủ đề này nó cũng hay chị ha. Bởi vì đây là cái chủ đề mà tất cả những người làm con chúng ta cũng cần phải tìm hiểu, phải quan tâm và chúng ta sẽ phải làm cái việc đó như thế nào cho nó đúng nhất và nó hợp với cái đạo lý nhất. Vậy thì chị đồng ý với chủ đề ngày hôm nay mà chị với chị Miu đã gợi ra không ạ? Quá hay, chủ đề này là một chủ đề muôn thuở. Nếu vậy thì bây giờ mời các chị em chúng ta về chỗ ngồi đi cái đã, rồi sau đó chúng ta sẽ bàn tiếp nha. Nghĩa ngồi giữa nha. Em ngồi giữa. Dạ, hồi nãy thì chị Miu chỉ vừa mới đưa ra một cái gợi ý nói là nếu như có cái chiếc ghế massage này về cho mẹ của chị ở nhà để chăm sóc sức khỏe của bà thì cũng là có hiếu, khi mình cũng nghĩ đến mẹ và mình tìm cho mẹ một cái thiết bị nó cần thiết như vậy. Nhưng mà rồi chị Miu lại nói nếu như mà chính mình ngồi bên cạnh bóp tay bóp chân thủ thỉ hơi ấm này kia thì mẹ sẽ vui hơn, thì đó cũng là một cách để chúng ta thể hiện cái chữ hiếu của mình. Vậy theo chị á, thì cái chữ hiếu của chúng ta nó có quá rộng hay không? Thực ra thì cái ý nghĩa của chữ hiếu thì nó không thể rộng được, bởi vì rõ ràng là chữ hiếu nó chỉ có một thôi. Yeah. Và việc làm con thì mình hiếu thảo với cha mẹ ông bà thì nó chỉ có một cái con đường ấy thôi. Dạ, nhưng mà cái cách thể hiện nó sẽ có nhiều cách khác nhau. Nhưng nếu mà như chị Trác Thím Yêu nói là nhất định là phải ngồi bên cạnh để thủ thỉ thì được, như vậy thì tốt quá. Nhưng mà nhiều khi bây giờ các con nó ở xa quá đi, lấy chồng xa, ở tận Sài Gòn, ở tận Mỹ, ở tận Úc thì lấy đâu ra mà thủ thỉ. Thì thôi, nó cũng có tấm lòng, nó biết nghĩ đến mình và biết thương yêu, thế là tốt rồi. Tại vì vậy nè, Miêu nghĩ là chúng ta nói rất nhiều về lòng hiếu thảo và cứ người Việt Nam nói đến mẹ là lại rưng rưng. Mình là muốn đời dân tộc mình là những đứa trẻ con không bao giờ lớn, không bao giờ đi ra khỏi vòng tay của mẹ. Nhưng cái cách tụi mình báo hiếu thường tụi mình nghĩ là phải như thế này mới là hiếu đệ. Chứ ít người nào báo hiếu mà nghĩ rằng là như thế nào mẹ mới thật sự vui. Thì thay vì bọn trẻ con mình tranh cãi nhau, tôi gọi điện về hỏi mẹ ấy. Thôi thì bây giờ trước khi gọi điện về hỏi mẹ đó thì mình hãy theo dõi một cái câu chuyện trong chương trình để mình xem coi câu chuyện đó mang đến cho chúng ta cái thông điệp gì. Và sau đó chị em chúng ta sẽ bàn với nhau tiếp nha. Mời mọi người cùng theo dõi. Mời có bao nhiêu, có bao nhiêu là chơi bấy nhiêu à. Bị cúp gà hả? Nói gì không nghe? Ba bị cúp gà ổn quá không nghe. Trời ơi, đóng cái cửa lại. Thiệt tình nè. Dặn rồi mà cuối cùng nó ôm sùm. Xin lỗi. Ôm sùm dữ vậy? Hả? Làm gì trong nhà ôm sùm vậy? Con gái, con rể dẫn theo nhóm bạn nữa gì chơi karaoke sớm giờ gần gần. Trời ơi, cái này đồ cho thóc cho gà ăn mà để đội đầu bà. Không mà cưng mà cái nón lá nè. Ủa mà nói nghe nè. Hả? Sao tụi nó về hoài vậy? Trời đất ơi, tôi cũng nói y chang như bà vậy đó. Nhưng mà biết sao được, nó có hiếu quá trời sao cản nó được bà. Đó, tôi nói hả, bây giờ tụi con có công chuyện thì cứ ở trển mà mần đi, về chi hoài mất công. Đó, ví dụ như đó,
có con có gì với hàng xóm mình đó, quanh năm suốt tháng nó có gì ở đâu, cũng đâu có sao, đúng không? Cái gì với hàng xóm á là tôi nè. Bà nói thẳng vô mặt tôi đi. Đừng quên à. Xin lỗi nha. Ôi lỗi phải gì. Nhưng mà tôi nói bà nghe vậy. Cái gì cũng có nguyên nhân hết á. Sở dĩ thằng con của tôi á, nó không về thăm tôi thường xuyên với con bà là bởi sao con tôi nó làm giám đốc. Nó phải cai quản đâu, cũng phải cả trên cả trăm người à. Nó không có giờ mà nó ăn cơm lắm mẹ. Nhưng mà bù lại một cái là tuần nào nó cũng gửi quà, gửi đồ về cho tôi. Mà không phải là bánh kẹo tầm thường. Khổ lắm bà. Bào ngư di cá mèn, rồi yến xào, rồi dân sâm linh chi à. Mà tuần nào nó cũng gửi. Đã như vậy cứ mỗi lần mà gửi quà vậy là có cái bao thơ kèm theo đó. Rồi cái xong cái tôi thấy tụi nó cũng cực khổ quá à. Mận trên Sài Gòn cực lắm. Tôi mới nói thôi để cho má lên Sài Gòn đi Rồi có gì mới chăm sóc mấy đứa cháu phụ mấy đứa. Tại sao? Nó nói thôi bây giờ là má là chỉ có nước là ở không mà hưởng phước. Tất cả mọi chuyện để cho con cái lo. Đã quá trời. Thì đó vậy là bà ngon lành rồi đó. Ngồi chơi đi lấy nước uống nha. Mẹ xa chờ con ngồi đêm ca nữa hả? Nó ra đếm lá mày đứa ơi. Đêm bao nhiêu lá mà còn chưa về. Ôi trời, nó mới mua cái cục á hả? Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hay âu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Nến giấc nè. Chào khách cái. Dẹp mấy cái lá giùm đi mấy ông. Để lát quét sân mệt lắm á. Thôi kệ đó bà. Chơi vui. Dạ con chào. Dì Dì nghe rồi. Dì mới quay qua chơi. Mình nói chuyện mình tắt cái này đi, cái khoảng cách của mình gần mà con. Tắt cái này hả dì. Tắt giùm đi. Tắt hồi nãy tới giờ rồi. Tắt nãy giờ con không nói. Cái mỏ của con còn hơn cái ông bật lưa đó con. Trời, con xin lỗi má, con bị liệu. Giỡn con ghẹo dì Dì á. Dì ơi, con mới mua cái dàn karaoke này cho má con nè. Dì Dì thấy con hát hay không? Hay. Dì Dì thấy bài này hợp với dì Dì không? Hợp. Không con. Hợp không? Bài gì mà nghe trời nó não lòng, nó buồn. Bà thích vui. Không phải, tôi con không thích vui. Tôi thích cái gì mà nó tầm tầm, nó vừa lứa tuổi tôi là được à. Dạ, chào dì Dì. Ủa? Bởi vậy á, dì mà nghe cái nhạc xưa này dễ đi lắm. Lâu. Ý là nó chậm á, từ. Bởi vậy mấy đứa mở nhạc nào mà thấp á, sàng sàng cho dì Dì. Đúng. Thấp sàng thì hợp với dì Dì lắm. Cho ba nghe cho dì. Dì Dì bị liệu. Mấy đứa làm ơn làm phước, đừng cho dì Dì những cái gì mà hành động. Trời ơi, một ngày tôi bay biểu tao leo nóc nhà 10 lần, tao leo đủ 10 lần đó. Xin lỗi, chết luôn à. Dì Dì, con hỏi cái ông anh mấy nay có về không? Không, nó đi làm, nó không có gì à. Bữa nào anh về á, kêu qua nhậu với hai chồng con nha. Nó đâu có thời giờ, hiểu không? Không có thời giờ. Má, thôi dẹp đi bay. Trời ơi, sao ấm mày nói. Dạ, sẵn sàng. Lên. Con nói gì nghe? Ngang tầm nè. Có tiền á mà không về thăm cha thăm mẹ là bất hiếu. Chị thấy không? Con nè với vợ con á, về thăm mẹ con hoài luôn. Tụi con đâu có tiền đâu, nhưng mà con về thăm mẹ hoài. Bởi vậy á là những người con có hiếu đó vậy. Chị biết như vậy không? Phải con. Nó bận làm chứ đâu có thường xuyên rảnh rỗi với tụi con, hiểu không? Vậy hả? Vậy bận á hả? Con vô trong lấy cái mền cho dì với chồng con nha. Thôi. Trời ơi, tao liệu, chồng bà biết nè. Không còn vậy nè, nó nghe nè, đừng có làm những hành động như vậy, dì Dì liệu biết không? Bởi ta nói giàu mà con không về á thì người ta kêu là người giàu khóc mà.
người giao cũng khóc bơi, thằng con không mà về. Con không về là bỏ mẹ già, con không về là bỏ mẹ già, con không về là bỏ mẹ già, bỏ mẹ già. Dây, dì đừng có bồ ngang, chồng con nó lùn nó khùng á. Mà thật ra chồng con nói cũng đúng, làm con cái phải về thăm gia đình, bữa bên chồng bữa bên vợ đúng không má? Nói cái gì vậy, anh con làm giám đốc có công chuyện bận nhiều lắm. Dì con nói đúng mà. Dì vô chồng, cho con gà đi, con đãi bạn bè, nói về đây làm gà cho tụi nó. Rồi bây giờ muốn ăn gà trống hay gà má dầu? Không mấy chân cặp nha má, cho có đôi của bạn. Má thiệt là gâu một cặp để vô lấy cho. Bắt anh chơi gì chi đi, để con tự cho con bắt được. Được. Vợ chồng con sát thủ gì gà mà. Rồi. Má cho con nha. Trời ơi má ủng hộ. Đi lẹ lẹ. Chồng ơi. Ơi. Gà đi. Làm liền. Cái chuồng này nè con. Rồi xong. Con về thăm Tiêu cặp gà. Ôi bà ơi, thì cũng nuôi gà để dành cho tụi nó về mần ăn rồi chứ để dành chi. Ủa sao bà nói với tôi gà bà nuôi rồi bà bán mà. Rồi trứng gà bà ăn, ăn không hết rồi đem qua bà cũng bán lại tôi mấy lần mà. Thôi bà, tại vì có mấy lúc á, là ví dụ như cần kiếp rồi đóng tiền điện, tiền nước hay chạy ra mua lon gạo rồi mới bán thôi. Chứ chủ yếu là cũng để dành cho tụi nó ăn hà. Ủa bộ tụi nó đi làm nó không phụ bà tiền bạc kìa hả? Cũng có á, nhưng mà tại vì nó đưa cái tôi không có lấy, tôi trả lại nó hết. Tội nghiệp bà, nó mần ăn buôn bán cực khổ, lấy tiền nó làm chi ha. Cực khổ cũng phải lấy, bởi vì á mình là nuôi nó, mình lo cho nó trưởng thành như vậy thì bây giờ là tụi nó đã lớn rồi, nó có công ăn việc làm rồi thì nó ngược lại về nó phải báo hiếu cho mình chứ. Tôi nói thiệt với bà nha, con tôi đó là cứ là gửi tiền, gửi quà về cho tôi mà tôi còn chưa thấy vừa lòng vừa dạ đó mà. Thôi thôi được rồi. Cô Vy ơi! Cô Vy ơi! Cô Vy đâu rồi? Chờ lấy cái nhà của tôi. Ủa? Đất ơi à, nó như xe hủi lâu vậy đó. Ủa cô biết cô Vy ở đâu không cô? Kìa kìa. Cô Vy! Trời ơi! Vy, Vy, đừng có kêu bằng cái cô Vy. Dạ gì Vy. Trời ơi, dì Di ở đây mà con hả, con đứng bên nhà con kêu quá trời, không thấy dì Di đâu hết. Mà bị hả, cái nhà gì mà ba mặt tiền con chảy muốn chết luôn à. Mày mập, mày nói nhiều tao mệt quá. Thì dì Di không có ở nhà thì dì Di qua nhà dì Hậu thôi chứ cái gì đâu mà làm thế ghê vậy. Dạ. Gửi về nữa đó hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Gửi gì vậy? Cái này á là cái gối massage hiệu Ogawa. Trời cái này đã lắm nha dì. Đó, dì Di mà nhức gối, nhức cái cổ để ở đây, nhức cái chân để ở đây, nhức cái tay để ở đây. Nhức cái chân để đâu đây ông? Thì để ở đây. Đó, còn cái này á là cái massage vai. Đó. Đã lắm dì ơi, nặng lắm á dì Di ơi. Đó với lại cái này là mấy cái quà lát hồi dì đem về em con nha. Sao dì Di đem về được, nặng quá mà. Bây giờ lát con chạy u qua trước nhà dì Di á, rồi sao cứ bỏ vô trong hàng rào đi rồi tao lên tao bưng vô. Dạ dạ dạ. Ơi. Với dì Di. Ơi. Bây giờ là không có chế độ một tuần về một lần nữa mà là một tháng về một lần. Tại vì á ông chủ của con là bây giờ công chuyện bận bịu lắm. Biết rồi. Bởi tao nói bà biết sao không? Tuần nào cũng gửi về đóng đồ vậy nè. Đâu có xài hết đâu. Thật ra giờ gom gom lại tháng gửi về lần cũng được con. Trời ơi mà tôi nói mệt ghê nha. Nhân viên của nó nhiều lắm bà. Cũng phải trên 100 người đó. Dữ cứ một tuần là một đứa về gửi đồ, một tuần là một đứa về gửi đồ. Gửi đủ 100 lần nữa mới xây tour lần 2. Thằng này là thằng mới nè, thứ 9 mấy rồi nè. Có, con về hoài mà. Thôi, mày muốn nói gì mày nói kệ. Dạ, về với lại gì? Cái chuyện quan trọng là sếp con nhờ con hỏi là cái chuyện mà giấy tờ nhà cửa sao rồi gì? Xách đồ về đi ông nội. Ông đứng này ông nói xàm quá. Rồi đi về khác cái chuyện đó là để gì nói lại sếp con. Đi về. Đi, lẹ, lẹ. Về đâu có được. Gì nữa? Sếp có gửi cái này cho gì nữa nè. Gì vậy, gì vậy? Có sao mà? Tiền, đừng lục. Để gì? Gì vậy? Nặng. Cái bà này, cà rớt đó à. Bà thấy không? Tuần nào cũng vậy chứ vậy không nè. Con gì mà nó có hiếu ơi là có hiếu vậy đó. Rồi ơi, giấy 500 không mà nặng vậy đó. Đâu có. 500 ngàn đó con. Đâu có gì, sắp 5 ngàn ba lớn gì cũng nặng nè. Nãy giờ con có biết là con xàm lắm không? Thôi làm ơn làm phước đem quà đem về nhà dì Di giùm cái đi lẹ. Đâu sắp 5 ngàn tổng cộng là 500 ngàn. Dạ 500, giấy 500 ngàn màu xanh lẹ ông nội ơi. 500 ngàn, ông lộn 500 ngàn. Con là cái mà bỏ tiền vô mà ta. Dì Di ơi có. Dạ. Cái thằng nó tội nghiệp lắm. Cái não nó phát triển giống như mấy đứa trẻ vậy đó. Nhưng mà tại vì thằng sếp á là con của tôi á thương nó, cho nên mới cầm cự cho nó phụ việc đó. Nó không có nhớ cái gì hết trơn. Biết rồi đó. Biết rồi, nhưng mà nãy nó vụ nhà đất là vụ gì vậy bà? Là vậy. Nó nói với tôi á là nó chuẩn bị cho tôi đi du lịch.
mà đi tới những là mấy chục nước lận dữ, mà đi vậy thì lâu lắm mới về tới đây, cho nên nó thôi nhà cửa không ai coi, thôi ấy bán nhà đi rồi má lên trên Sài Gòn má ở tụi con để tụi con tiện bề chăm sóc là vậy bà nghe sao đó. Vậy cũng được, vậy cũng tiện, thằng cũng có hiếu. Ê. Ai nó rồi, ủa nó nói đi, thằng này lên như quỷ vậy. Rồi mở lo cho tôi hỏi thăm nó tiếng coi. Nè có gì hậu nè con, để má mở lo nha. Dạ alo. Alo, dì Hậu chào con, khỏe không? Dạ con khỏe. Má ơi, con gửi đồ về má nhận chưa? Mới nhận được nè, bây gửi kia mà quá trời, má xài không có hết. Dạ, má ơi, con nghe nhân viên con nói vụ nhà cửa làm sao má? Cái gì? Hả? Ở chỗ này mất sống rồi, má không nghe gì trơn trội á. Thôi bây giờ con lo lái xe đi nghe. Có về thăm má không? Không về thăm hả? Thì thôi lo lái xe đi. Rồi khi nào mới gọi điện thoại mới nói chuyện với con nha. Rồi thôi tất cúp 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 cúp. Gì vậy? Gì? Gì? Hả? Gì ạ? Thì đó. Thì đó gì? Thì nó nói là bây giờ nó nôn. Nó nôn tôi lên Sài Gòn ở nhà nó. Tôi không biết nó nôn hay không, tôi thấy là bà nôn nhiều dữ luôn rồi đó. Ủa thì má con cháu tôi phải nôn chứ. Mần gà chứ má. Sao má gì? Ây, trời má. Ơi gì? Rảnh không? Rảnh chạy ra mua bia giùm con đi. Hết nhậu ra đây. Hết chị hả? Ơi nhậu hết rồi. Thôi hết vậy nghỉ đi con, mệt rồi tụi bay. Sao mà được cô ơi chị. Người ta nói qua sông là phải có đò, con mà nhún nhậu cặp giò con nó ngu. Đúng rồi bạn con cung cặp giò tôi nghiệp sao đi về trở được. Gì má ơi, bây giờ má chạy ra ngoài nhà dì Tám á. Má mua không đâu, má đừng có ghé nhà dì Tám, con đang thiếu bệnh 6 thùng bia. Giờ má qua chú Tư đi nha. Tư sáng mới thiếu 3 thùng, giờ má mua cho con thêm 1, 2 ba lon nữa. Ấy 3 thùng nữa dữ vậy quá, 3 lon ai uống ai nhịn trời. Nha má. Rồi má để, thương con rồi để má đi, để má đi, người chơi cho ngồi chơi mấy đứa, bà ngồi chơi nha, tôi chạy u cái tôi đi liền. Vô đây má đi lẹ về nha má. Mày vô nè, có ai uống vô vô đứa nào, vô tôi chạy sai xỉn quá nhậu con. Mày nhậu mày vô duyên quá hả mày ơi. Thôi đi. Gì vậy, không quen nhậu bia lại ba cái rượu này. Rượu ngoại quen rồi. Ai giận ta. Ui da. Gì uống toàn là rượu ngoại không à. Bị con trai làm giám đốc. Tụi con uống rượu đế không à. Ừ. Là làm sĩ đế tụi con. Thôi. Ủa. Thôi. Không uống thì đừng có ép gì Di. Vô đó nhậu kìa. Thôi mình nhậu thôi. Ủa mấy đứa ơi. Vô đây. Vô. Mấy đứa gì kiếm gì à? Kiếm gì con phụ kiếm cho nói đi. Đâu mất tiêu rồi. Ai gì? Kiếm gì ơi? Tầm này sao? Chị kiếm gì nói con kiếm chỉ gì à? Thằng chồng của con nó đâu mất tiêu rồi. Trời ơi. Chị kiếm chồng con hả? Ừ. Mà chị kiếm như con trùng con dế gì mà dưới này gì? Trời ơi tụi bay ơi, nó thì có bao nhiêu đây à, mà tụi bay thì sai xỉn, nhiều khi tụi bay đạp nó nào tụi em hay à. Dì Di nói còn mới nhớ nha. Mấy lần mà con đi toilet không thấy đường á, con tưởng chồng con đôi dép má con đi hoài à. Mà nó đâu rồi? Ủa sao con biết? Chồng con đâu? Ai biết? Dạ, mấy đứa. Chị? Chồng chị đâu? Chồng chị hả? Như chồng chị đang chồng con đang chờ toilet. Không phải. Chồng chị đó. Chồng con đang bị tai biến. Không phải luôn. Mày ơi. Chồng chị là Đúng rồi. Cháu nè. Chồng con làm gà. Kêu đó. Chồng ơi. Ơi. Ra đây. Xong rồi nè. Trời ơi. Mày. Hai con gà thôi. Mà làm cũng lâu lắm. Trời ơi, hai con phải làm hai món. Làm một món cho mấy đứa này ăn, một món là dọn lại bàn thờ cúng ông bà chứ. Thôi thôi. Coi hết nhang chưa, thỉnh xuống ăn đi. Nhang tàn ra ăn đi. Dạ. Con cái trời ơi đặc liệu theo à. Chính liệu mà mấy bay ơi. Trời ơi gì vậy? Ai biểu gì cao chi? Con tưởng cái bàn thờ không? Tưởng kỳ cục quá. Thôi dì Di đừng giận chồng con, nó lùn nó khùng lắm. Dì Di ăn miếng gà nghe dì Di. Gà nhà con chồng con làm ngon lắm dì. Trời ơi ngon lành rồi. Đem qua nhậu. Qua đây. Uống từ từ thôi, bia sắp về rồi. Khoan. Gì? Những cái ngày vui như vậy à, thấy gì hát bài. Nó hát hay lắm. Hay lắm.
thôi. Mình sẽ giữ nó lại, giữ nó lại. Chị bước vô trong, tao sợ lắm chứ, tao đưa mày hát nha. Mày bước vô trong. Hát dở về. Chồng hả? Bật cái bài hit của em. Ok vợ. Không khí vui như vậy là phải hát lên thật là sung. 1, 2, 3. Con tặng gì Duy? Nghe nè, ca sĩ hát nè. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tạo tần gánh con. Cho con gánh mẹ đầu non, cả lòng mẹ đã gánh con biển trời. Ngày xưa gánh mẹ à ơi, hôm nay gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, làm sao gánh được những ngày gian nan. Cho con gánh má bay té rồi nè. Ôi trời ơi, mấy đứa qua đỡ máy lên lỡ 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 đứng lên bà ơi. Bà ơi sao vậy không biết nữa má? Má sao má đứng lên bà? Sao vậy chú Tư ginh qua mà má ginh cho té vậy? Trời mày điên hả? Ông Tư 80 tuổi sao mẫn bưng bia được? Con quên nha. Ơi già cả mà đi bưng bia làm chi vậy? Không sao con, không sao. Gồng lên cái nó lập cái lớp cái. Đi vô ngồi đi bà. Đi vô, đi vô. Má không nhậu gì đó. Đi vô sao sao. Rồi đi vô nhậu tiếp đi mấy đứa. Vô 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 nhậu đi đừng mất vui. Không sao. Vô nhậu à. Vô 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 vô. Vô vô mấy đứa ơi, nhậu tiếp đi. Ai à. Có sao không? Bà đắm đắm giùm tôi cái. Trời ơi, bà liệu sức chứ. 2-3 cái thùng bia nặng vậy á. Rồi bà bưng sao bưng nổi? Không sao, tôi liệu tôi mần được. Tôi mới mần rồi bà cằn nhằn gì không biết ra. Cái gì bà cũng mần được hết á. Nhưng mà ba cái này á là phải dùng sức. Tụi nó còn con trai kìa, tại sao nó không bưng? Bắt bà phải bưng như vậy. Tôi nói thiệt bà nha, con bà về thăm bà hả, tôi thấy toàn lũ bất hiếu không à. Bà nói cái gì vậy? Thôi nha, bà qua chơi thì tôi chịu nha. Bà nói con tôi bất hiếu là tôi không chịu đâu á. Con tôi nó có hiếu, nó mới về để nó thăm tôi mà bố. Nó về nó thăm bà hay là về nó áp bà? Bà không có được nói con tôi vậy nha. Áp áp là gì? À, tại vì con tôi về thăm, về chơi với tôi. Còn bà không có ai về thăm nên bà mới ganh tị bà nói con tôi vậy đúng không? Nè, về thăm mà kiểu như tụi nó hả, tôi cũng không ham nha. Tôi chỉ cần là nó gửi tiền, gửi quà về cho tôi là tôi thấy cũng vui rồi. Bà vui hả? Bà vui, rồi sau này ha, bà chết bà nằm trên cái đống tiền vàng đồ rồi đó của bà đó, bà chứ vui được không? Bà vui không? Chứ còn hơn nó phải, nó quậy, nó phá cái kiểu này. Cái thứ con này, thứ con bất hiếu. Bà nói con tôi bất hiếu đi. Bà có vui thiệt không? Sao bà nói đò bà vui? Thôi, tôi không nói chuyện với bà nữa ha. Để rồi coi là con ai có hiếu con ai ha. Tôi không cần, miễn là con có gì với tôi được rồi. Mệt, không nói chuyện bà nữa. Tôi không nói chuyện bà. Má ra sân bay nè. Ở nhà ráng đi làm kiếm tiền á. Rồi gửi về cho má nghe chưa. Thôi sân bay đừng có lo. Tao đi nước ngoài như đi ăn cơm bữa mà lo gì. Rồi vậy má đi nghe con. Má đẹp chưa? Dạ đẹp rồi má. Quá đẹp luôn. Má má đi con. Có gì gọi điện cho tụi con nghe. Rồi yên tâm. Má đi với dì Di bay mà. Yên tâm đi hen. Phải gọi á. Phải gọi mà nó nghe. Ở nhà không được ăn hiếp chồng bay nữa nghe không. Má yên tâm đi nha. Rồi ngoan nha con. Đi mạnh dở nha má. Rồi nhớ gọi cho tụi con nha. Rồi về đi mua quà cho tụi bay. Rồi về đi mừng đi. Tạm biệt má. Rồi đi nha. Giỏi quá. Đi về cẩn thận con. Ê. Ủa đây nè, tôi đây nè. Trời đất ơi, nãy giờ không thấy nó rộng quá trời. Rồi giấy tờ đầy đủ hết rồi ha. Mà tôi nói nghe nè. Cái gì? Bây giờ mình đi làm sao nè? Đi ra máy bay, mà đi bằng máy bay cái rồi đi làm sao? Đi mấy nước?
đi 25 nước. Mèn ơi dữ hen. Mà tôi nói bà nghe nè, bà nhớ bà luôn luôn bà kẹp nách tôi nghe không? Tôi mà lạc đây cái là tôi bắt hền bà đó. Bà yên tâm đi, bà cứ đi theo tôi. Gì chứ mấy cái vụ sinh ngữ tôi giỏi lắm. Rồi thôi tạm biệt cái đó mình đi nha. Đi đi nha. Sao vậy không đi nữa hả? Mệt à. Bà vừa phải thôi. Sao? Trời đất ơi, ngày nào bà cũng bắt tôi đi mười mấy nước, đi muốn rã cặp giò vậy à. Ê chưa, vậy là bà dở hơn tôi rồi. Bởi vậy mấy đứa con bà đâu tin tưởng bà đâu. Nó đâu cho bà đi lên thành phố để chăm sóc gia đình nó đâu. Nó gửi bà vô đây là phải rồi. Ờ phải rồi, tôi vô đây chắc bà cũng hay, bà cũng giỏi chịu đựng với mấy đứa con bà quá, tưởng sao nó cũng đưa bà vô đây. Thì như bà nói đó, tôi giỏi nuôi con tôi, tôi giỏi chịu đựng nên tôi mới vô đây. Thôi nói vậy thôi, nhưng mà chung quy á là mấy đứa con của mình nó thương, nó sợ mình già cô đơn cho nên nó mới đưa mình vô đây. Nó có hiếu mà bà. Thì con mình nó thương mình, nó có hiếu với mình nên nó mới đưa mình vô đây. Nó có hiếu lắm bà ơi. Có hiếu. Mời các em ra đây luôn. Dạ thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một câu chuyện về những người mẹ và những người con với phần thể hiện của nghệ sĩ Phương Dung, Hồng Trang, Xuân Tiến, Lê Trang, Duy Vũ và các bạn diễn viên trẻ khác. Câu chuyện nói về cái việc mà báo hiếu của những người con với những người làm cha làm mẹ. Vậy thì với cái câu chuyện này, nhìn thấy chị Miu chỉ rơi nước mắt rồi. Thấy chị Miu chỉ xúc động. Không biết là nếu như chị Miu hoặc là chị Mỹ Linh là một trong hai người mẹ này ở đây á, thì các chị sẽ nghĩ về cái việc con cái của mình báo hiếu mình như vậy á, là như thế nào, đúng hay sai? Thật ra đề nghị nghĩ rằng cái việc mà khi những người lớn tuổi mà vào viện dưỡng lão á, chưa hẳn đó là cái việc người con không có hiếu. Dạ, cho nên là nếu như mà được thì chị Linh hoặc là chị Miu, hai chị có thể vào vai hai người mẹ này và nói lên cái suy nghĩ của mình thôi ạ. Em không yêu cầu chị phải diễn như là chị Phương Dung diễn. Chị hãy nói lên cái suy nghĩ của mình, cái tiếng nói của mình. Nếu như mà mình có một cái người con và cái cách chăm sóc cho mình như vậy thì như thế nào? Như vậy là có đúng được cái hiếu đạo hay chưa? Rồi xin mời. Ôi dồi ôi bà Linh ơi, ôi dồi ôi. Thôi. Nào mấy cái đứa kia. Ôi dồi ôi. Nhìn mẹ như thế này mà không đỡ mẹ dậy hả con? Mẹ qua đỡ mẹ đỡ rồi. Mày đi ra mày mua cái lấy cái lọ dầu hay cái gì xem mà. Ôi dồi ôi làng nước ơi, thôi xong rồi xương cốt bà Linh mày... ơi. Ôi dồi ôi khổ quá. Cô nói thật là cô cũng chưa từng thấy trần đời có những đứa nào như. Mày đi đi, chúng mày đi đi, chúng mày đi vào đi. Bà yên để tôi bảo nó. Mẹ con đứa con vô rồi. Tao chưa thấy đứa nào như tụi mày ạ. Mày ăn nhậu ra đấy, mày uống say uống sưa, mày để bà già hầu hạ chúng mày. Chúng mày không có mắt à? Thì ngày nào cũng... Mày không có mắt à? Mày im mồm, mày nghe tao nói. Trời ơi, mày đi ra xem kiếm cái lọ dầu về đây, giờ đỡ con xoa cho mẹ đi. Nhà con bái buồn lắm đấy, thôi mày đừng nói, nó nói ít thôi, đi nhanh ra đi, ra mua lọ dầu nhanh lên. Ơ mà hay ghê ha. Ê, tôi thấy không ổn bà Linh ơi. Tôi hôm nay tôi ngưỡng mộ bà ấy. Tôi cảm thấy cái tuổi thanh xuân. Trời ơi, sao bao nhiêu lâu nay bà nhịn, hôm nay tự nhiên bà bùng lên dữ. Nhưng tôi đau vác tôi tỉnh người á. Tôi đâu có cái thứ con cái gì mà đến gần này tuổi tôi vẫn phải đi mua quà ăn vặt với lại bia chứ. Bà cảm ơn hai con gà hôm nay với hai vậy bia, hai thùng bia nó làm bà đổi tính nết. Tôi tỉnh được người bà ra. Tỉnh ngộ. Mà từ khi tôi có con tôi hy sinh hết cho chúng nó. Đâm ra con bé nhà tôi nó bị phát phì. Rồi tôi lo, tôi chiều chuộng nó đòi cưới thằng lùn về, tôi cũng cưới thằng lùn về cho nó. Rồi bây giờ nhìn vợ chồng nó như thế suốt ngày, về nó cứ ăn bám mình cũng được Linh ơi. Mà Miu nè,
Tôi biết xưa nay bà là người nói rất là nhiều và nói dài và nói hết phần người khác á. Nhưng bà nói xong chưa để tôi đáp lời bà? Thì đấy nói đi, bây giờ làm sao? Cái sai lầm của chúng ta ấy là mình không có biết thương yêu bản thân mình. Tại sao mình lại cứ phải phụ thuộc vào người khác? Mình phải lo cho bản thân mình. Mình phải tập luyện, mình khỏe mạnh, mình đọc sách, xem phim, nghe nhạc, nâng cao trí thức của mình lên, kiến thức lên, rồi có một đám bạn bè, lũ bạn già với nhau. Cần gì chúng nó vui với mình thì mình vui này, còn chúng nó không vui thì cũng là thôi. Tại sao phải khổ thế? Bây giờ bọn mình đã dựng vợ gả chồng cho chúng nó xong xuôi hết rồi. Thế còn mình như nào mình cũng phải vui chứ nhỉ? Chúng đây là mình cứ hai con già quá bụa ngồi đây với nhau đúng không? Bà Miêu, bà Linh. Trời ơi, sao hai bà ngồi ở đây vậy? Hả? Ông kia. Sao? Ông kia, kỳ này ông sao rồi? Trời ơi, tôi trời là ơi, gia đình vui vẻ. Ơi, xương cốt chặt tay sao rồi? Xương cốt vẫn khỏe là bởi vì sao? Bởi vì mỗi ngày vẫn đi tập thể dục. Tôi mới bên ngoài tôi nghe lấp ló, tôi nghe bà Linh nói cái gì tôi thấy đồng ý liền lập tức. Có đồng ý không? Đồng ý. Ông nhắc lại tôi cái nè. Tôi nói là tại sao mình không biết thương yêu bản thân mình đúng không? Đúng rồi. Đó, mình phải chăm cái sóc cho mình ngay đó. Hay đó. Đúng rồi. Nè bây ông giờ nói đúng như nè, nè. Cái tuổi của tụi mình nó có rất là nhiều cái chỗ để tụi mình có thể mình đến mình giao lưu, mình chơi, mình học hỏi. Ban đêm ra nhà chẳng quá tập khiêu vũ. Ban ngày tham gia những câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh. Đó, rảnh làm rảnh cho con mình nó tự hào về mình. Đúng. Chả hơn. Rảnh rảnh mình đi mình học thêm những cái chuyện khác và không có o bế chúng nó nữa, chúng nó hư mất nét. Đúng vậy. Với lại nếu mà mình thương chúng nó thì mình cũng phải vui cho chúng nó yên tâm chứ, bây giờ dạ, đi làm đúng sao rồi. Nhà lúc nào cũng canh cánh lo mẹ già. Bây giờ hình ảnh mà mẹ già mà điều hưu sau xó bếp là không có nhá. Mẹ già hát karaoke lôi cái đàn máy ra đây, xem như là chúng nó mua máy về. Máy ra cho bà Linh bà hát cái cho hát một đoạn thôi, tôi tiếp lời bà liền. Bà đi. Thích hát bài gì? Lời mẹ ru con đến những khu vườn, ru con chưa nắng hia, trong mộng cười ngoan, ru đồng con thơm. Lời mẹ ru con nghe xa nỗi niềm, ru con nghiêng nghiêng lặng, con ngủ giấc hồng cho mẹ ngồi trông. Hay không? Tuổi già mình vui biết bao nhiêu, đúng không? Ông ơi, già nhưng mà vẫn luyện thanh, luyện hơi, luyện hát mỗi ngày, làm cho con mình nó vui. Đây. Mình vui là đây. Con nó sướng nè, à. Nè nè, bà luyện thanh còn bà Miêu là bà luyện nhảy mỗi ngày. Bà Miêu làm một bài khiêu vũ cho mọi người coi liền. Rồi nhảy một mình mà được. Được hết. Bà nhảy với ông Nghĩa à? Ông này là chỉ tập dưỡng sinh thôi chứ không tôi có biết nhảy. Tôi nhảy với bà. Trời ơi, hay quá, cho nhạc. Đứng giữa đi. Sôi động. Quẩy nào. Ê. Cảm ơn hai bà bạn già của tôi. Không, tuổi già nếu chúng ta biết thì chúng ta vẫn sẽ vui như thường. Vui tươi, phấn khởi, hồ hởi, tự nếu hào. Có con cái bên cạnh nó càng vui hơn nữa. Nhưng mà nếu lỡ như gì lý do con bà không về được do bận công việc, mình cũng vui. Thì chúng ta ổn cả, mà chúng ta ổn là chúng nó vui được rồi. Đúng vậy, vậy thì bây giờ ba người bạn già chúng ta tới thẳng vũ trường quẩy đêm nay. Dạ thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã xem chị Mỹ Linh và chị Trác Thúy Miêu ứng diễn trong cái tình huống là hai bà mẹ. Và chúng ta thấy rõ ràng rằng hai chị đã lật hoàn toàn cái câu chuyện, không có đi xuôi theo cái kịch bản ban đầu nữa, mà hai bà mẹ này đã có những cái suy nghĩ khác. Và chính nhờ có những suy nghĩ khác cho nên là họ có những hành động khác. Nhưng mà với riêng cá nhân của chị Miêu nha, thì theo chị thì nếu như chị hoặc là gia đình của mình đi, có cái người lớn tuổi như vậy á, thì chị nghĩ là trong cái tình huống dù cho là người mẹ có tiền hay là người mẹ nghèo khổ kia đi chăng nữa, thì mình phần làm con mình sẽ xử sự như thế nào ạ? Giả sử mà Miêu chọn giải pháp đó là tại vì đó là mẹ của Miêu như vậy. Bà là một người đầy năng lượng tích cực và rất là vui vẻ, và điều đó là khiến cho Miêu cảm thấy Miêu may mắn. Nhưng mà có những người mẹ giống như là bà mẹ Hồng Trang, và chúng ta không thể bắt rằng là
mẹ hãy ăn diện, mẹ hãy tận hưởng, mẹ hãy đi chơi nước ngoài. Vì họ không tìm thấy niềm vui trong đó. Cái hệ giá trị niềm vui của họ là cắm cúi nấu cơm cho con, tại vì họ đã làm điều đó cả cuộc đời, nó là cái tập quán cả cuộc đời. Và chúng ta sẽ không thể đòi hỏi các mẹ thay đổi điều đó. Chúng ta có thể thay đổi khi đến lượt chúng ta là mẹ. Nhưng nếu mẹ của mình chỉ là người ao ước được đãi cho con một con gà, hãy về nhà ăn con gà đó, nếu điều đó làm cho mẹ hạnh phúc. Vì chúng ta, bọn trẻ chúng ta bây giờ hay cứ xét với nhau là như thế nào mới là có hiếu. Đến ngày 8 tháng 3 cứ lên Facebook rồi, mẹ ơi mẹ à, mẹ có đọc Facebook đâu. Và chúng ta xét đoán nhau rất nhiều, nhưng mà thật sự trong những cuộc tranh luận về đề tài cái lòng hiếu thảo á, chúng ta chưa bao giờ hỏi rằng là như thế nào mẹ mới hạnh phúc. Chúng ta quyết định thay cho các bà mẹ cách hạnh phúc. Đúng, nếu đến thế hệ của Miu, Miu sẽ cố gắng làm một bà mẹ hạnh phúc cho con Miu yên tâm. Còn với chị Linh thì chị nghĩ về câu chuyện này như thế nào ạ? Mình thì từ nhỏ cũng được dạy rằng là một đứa con có hiếu thì đầu tiên mình phải tu thân trước. Thì mình phải làm một cái người bản thân mình làm cho bố mẹ không vướng bận, không lo. Chứ bây giờ nếu mà mình vẫn còn lông bông, cuộc sống của mình chẳng ra sao, rồi mình cũng không có ổn định, thì có lại làm cho cha mẹ có lúc nào cũng canh cánh là con mình nó chưa trưởng thành. Thì đấy, đấy cũng là một cái loại gọi là tổn thương cho ông bà. Thì chi bằng là mình tự lo bản thân mình hạnh phúc, mình chăm sóc con mình tốt, ông bà thấy yên lòng. Thứ hai là cũng có những cái sự hiện diện chứ. Tại vì người già nói vậy thôi mà, tủi thân. Tất nhiên là bận rộn cũng không thể suốt ngày ở gần mẹ hay gần bố được. Nhưng mà với lại là cái câu chuyện nói với bố với mẹ nó cũng không phải chuyện gì cũng nói được. Và các bậc phụ huynh thì nhiều khi cũng hay áp đặt là phải thế này, phải thế kia, thì rõ ràng là có khoảng cách thế hệ cũng khó. Nhưng mà mình, một cái mà mình nghĩ rằng là phải tập đấy, tập để hiểu bố mẹ. Khi mà mình hiểu thì mình sẽ thương, mình sẽ hiểu là à, bố mẹ mà có ứng xử như vậy hay có như này hay như kia là bởi vì thế này, bởi vì thế kia. Và mình cũng không thể lấy đó làm khó chịu hay là phiền lòng mỗi lần mình ở gần bố mẹ nữa. Thì đấy cũng là một cái rèn luyện để, yeah, để cho mình cũng có thể gần gũi được ông bà nhiều hơn. Yeah. Rồi là thế, còn một cái thứ ba của cái việc hiếu thảo thì mình nghĩ rằng là những cái gì mà bố mẹ thích thì mình vun vào, còn những cái gì mà bố mẹ không thích lắm thì thôi mình cũng tránh, mình không làm cho bố mẹ phải phiền lòng. Yeah. Thế thôi, chứ còn chữ hiếu thì nó cũng mênh mông lắm chị ha. Khó. Yeah. Đấy, không phải đơn giản. Yeah. Đúng là mình rất đồng ý với chị Miêu ở cái việc là ở thế hệ mình có thể trở thành ông bố bà mẹ tự thân vận động, tự khỏe mạnh, tươi vui để cho con cái không những là tin yêu mà có thể còn tự hào càng đúng, tốt. Đúng. Nhưng mà bố mẹ của mình thì nó ở thế hệ trên lại khác. Họ có lẽ giáo là dục một cách khác, họ đã lớn lên một cách khác. Vâng. Thì nhiều khi mình cứ thấy anh Quân nhà mình ấy có đi đâu hay như nào cũng phải cố vòng về nhà để ăn cơm, là bởi vì mẹ nấu. Thì về sau mình đầu tiên mình bảo thôi mẹ vất vả thế, cứ anh cứ về là mẹ lại phải làm mệt. Thôi thôi đừng phiền mẹ. Nhưng mà anh lại bảo là em nói thế, đừng có nói thế trước mặt anh. Mình về ăn bát cơm cho mẹ vui. Bởi vì niềm vui của mẹ là mình ăn và mình thấy ngon, mình khen, mẹ thích. Thế thì nhiều khi đàn ông người ta sâu sắc hơn mình. Người ta lại nhìn thấy những thứ mà mình không thấy. Mình thì sợ bà vất vả, nhưng mà anh lại nhìn ra là có khi là bà vất vả nhưng bà lại vui. Thì cũng giống như chị vừa nói đó. Mình rất thích cái câu là có hiểu thì mới có thương. Hiểu càng sâu thì thương càng rộng. Dạ, với lại em nghĩ rằng mỗi cái hoàn cảnh gia đình á, mỗi sự khác nhau. Và cái người con nếu như mà biết nghĩ đến cha mẹ của mình thì sẽ có những cái cách nó uyển chuyển, nó phù hợp với cái hoàn cảnh của mình, cái điều kiện của mình để mình thể hiện cái chữ hiếu. Như là trong cái câu chuyện người mẹ của chị Phương Dung đóng, thì thật ra không phải là một cái người con mà không ở gần mẹ rồi lâu lâu mới về thăm mẹ được một lần là không có hiếu. Không phải vậy. Bởi vì cái công việc phải là như thế. Và người con vẫn đang thể hiện cái chữ hiếu của mình bằng cách là mang về cho mẹ những cái vật chất để cho mẹ cảm thấy mẹ thoải mái nhất trong cái cuộc sống này. Thì dĩ nhiên nếu như mà có thời gian về thăm mẹ thì càng tuyệt vời hơn. Nhưng mà lỡ như vì điều kiện địa lý hoàn cảnh phải cách xa nhau thì sao? Em nói ví dụ như em nè, bản thân em nè, là em đâu có ở gần mẹ đâu. Mẹ em ở nước ngoài,
em ở Việt Nam và gia đình đã ở cách xa nhau như vậy đã khoảng mười mấy năm nay rồi. Thì nếu như mà chỉ xét về cái việc là không ở gần bên cạnh chăm sóc ba mẹ thì rõ ràng mình là không có hiếu đó. Nhưng mà thật ra nó không phải là như vậy. Nó bởi vì nhiều cái yếu tố khác nhau, mình sẽ có cái cách chăm sóc từ xa, mình có cái cách là mình hỏi han hàng ngày để mình quan tâm coi như thế nào. Thì em nghĩ rằng với những người làm phụ huynh, làm cha, làm mẹ thì đôi khi họ cũng không có quá gọi là xét nét từng ly từng tí với những đứa con của mình. Họ cũng sẽ là cái người mà thấu hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của những đứa con. Miễn sao khi chúng ta ở xa hay chúng ta ở gần, chúng ta đối đãi với những đấng sinh thành của chúng ta một cách nó chân tình nhất từ cái tấm lòng của chúng ta, thì em tin chắc rằng là các phụ huynh người ta sẽ hiểu. Và ngay cả cái việc như hồi nãy em có nói, khi mà mình phải vì một cái điều kiện nào đó mình đưa ba mẹ lớn tuổi vào trong viện dưỡng lão mà mình không thể chăm sóc được cũng chưa hẳn là không có hiếu. Không, mình ở cạnh nhà mình có viện dưỡng lão mà các cụ vui lắm. Dạ. Sáng nào cũng có nhạc, xong các cụ tập thể dục này. Dạ, rồi đúng. Các cháu nó chăm sóc các cụ, nó bóp vai rồi nó dạ. trò chuyện. Nó cũng có nhiều cái năng lượng trẻ của các cháu ấy làm cho các cụ rất là vui. Chứ như ở nhà nhiều khi con cái bận rộn ấy cũng lại giao lại cho người giúp việc, cũng có thời gian đâu. Vấn đề là người Việt Nam mình quen tam tứ đại đồng đường, cho nên khi mà khái niệm về viện dưỡng lão mới đến Việt Nam thì chúng ta đều nghĩ như vậy tàn nhẫn quá. Nhưng mà khi mà chúng ta lớn lên, chúng ta bắt đầu xã hội thay đổi nhiều, con cái từ 18 tuổi đã ý thức được sự độc lập, thì chính ngay cả phụ huynh bố mẹ cần một môi trường để họ sống độc lập trong tuổi già hạnh phúc của họ, làm nốt những gì bởi sự có mặt của ta mà thanh xuân của họ không làm được, tận hưởng, học một cái gì đó, kết bạn kết bè. Và rất có thể đó là một cách báo hiếu mới. Dạ, hôm nay em cảm ơn chị Linh rất là nhiều, là bởi vì lần đầu tiên em được xem chị đóng vai trò của một diễn viên. Ban đầu thì chị Linh có vẻ trời ơi, sợ hãi quá, rụt rè, ngần ngại. Nhưng mà vô dĩ một cái là chỉ tranh lời của tất cả mọi người. Con tôi bại mắng vào mặt con tôi. Bởi vậy mới thấy là chị Linh tức là không phải chỉ là hát không thôi, mà nếu như mà đặt chị vào những cái vị trí khác nhau, chị cũng vô cùng xuất sắc và rất là duyên dáng. Cảm ơn chị đã đến với chương trình ngày hôm nay, cảm cũng như là chia sẻ với mọi chị người Miu. Và cảm ơn chị Miu cũng đã chia sẻ những cái câu chuyện và những cái quan điểm trong cái việc báo hiếu như thế nào. Và riêng với bản thân Nghĩa thì Nghĩa hy vọng rằng tất cả những người làm con, chúng ta sẽ có những cái cách riêng của mình để tỏ lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Nếu như không phải bằng của cải vật chất thì bằng tinh thần, bằng lời nói như chị Miu vừa mới kể chúng ta nghe, thì nó cũng là cái cách làm cho những đấng sinh thành của chúng ta vui lòng. Và chỉ khi mà chúng ta làm cho họ vui lòng thì chúng ta đã thể hiện được cái chữ hiếu của mình rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chị em chúng ta sẽ đứng lên để chào tạm biệt khán giả nha. Thưa quý vị khán giả, chương trình 8 làng nữ cân đến đây xin được phép kết thúc. Chương trình do kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng với công ty MNT Picture thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 20:05 thứ sáu trên kênh VTV9. Chân thành cảm ơn nhãn hàng thương hiệu ghế massage cao cấp Ogawa đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Trái tim không phải là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời. Tình yêu không phải thứ tình được sinh ra đã gắn mác vĩnh hằng. Người ta nói, đích đến hạnh phúc của tình yêu đó là hôn nhân. Nhưng liệu có thật sự là vậy hay không, khi ở ngoài kia biết bao sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình đến từ hai chữ ngoại tình. Đôi khi không cần đến những mối quan hệ gắn bó bằng sự vụng trộm thể xác, chỉ cần nghĩ đến những người khác mà không phải là người bạn đời đầu ấp tay gối thì đó đã là ngoại tình. Liệu sau khi chia tay, chúng ta có thể xem người yêu cũ là tri kỷ để chia sẻ, tâm sự, trò chuyện những lúc khó khăn hay không? Liệu việc làm này có thể dẫn đến cái gọi là ngoại tình tư tưởng, tình cũ không rủ cũng tới hay không? Hãy cùng MC Đại Nghĩa, Trác Thúy Miêu và Huỳnh Lập tranh luận về chủ đề ngoại tình. Còn nam bầu cũ đó trời. Thôi đi chị ơi. Hả? Cái gì vậy? Chồng em ở nhà mà chị la làng lên vậy, anh nghe thấy sao? Cái chuyện của mẹ và cái chuyện của con, cả hai người có hai hoàn cảnh khác nhau. Chỉ tiếc là mối tình 3 tháng thì không bằng mối tình 9 năm của em thôi. Thôi đi. Tại sao anh lại xâm phạm cái quyền riêng tư của em vậy chứ? Anh làm như vậy là anh đang xúc phạm em. Anh không làm gì xúc phạm em luôn á. Anh làm gì em lớn tiếng vậy? Em lớn tiếng bằng tôi không? Bây giờ tao nhịn từ nãy tới giờ rồi. Chúng ta sẽ cùng đón xem tập 4 sẽ được phát sóng vào lúc 20:05
thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2021 trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam.